Rồi chào anh em và các bạn. Bây giờ khoảng 10 giờ các bạn, mà tình hình là ông trời ông đang kéo mây quá dữ. Hôm nay chúng ta vụ ba, chúng ta làm sao cố gắng rút nước rồi bón phân cân đối, bổ sung kali, canxi, silic. Và đặc biệt đối với kali thì chúng ta cũng bón đủ lượng thôi, nhưng mà cái canxi, silic là quan trọng nha các bạn.